Mẹ với anh hai à, gia đình mình ăn trước đi nha. Con có gì con đi trước. Ủa gì? Sao con không ăn cơm cái đi rồi con đi? Đúng rồi đó, ăn một chén đi rồi đi em dâu. Ừ, dạ thôi, con chưa có đói. Con có gì gấp con đi trước nha mẹ. Thôi, mẹ với anh hai ăn cơm đi. Tú, vợ con có chuyện gì mà gấp gáp như vậy, đến nỗi cái cơm mà cũng không ăn kịp nữa. Ba vợ con bị tao phát bệnh rồi nhập viện nữa rồi. Sao? Bệnh viện nào? Có nghiêm trọng không? Sao mặt mà tỉnh queo vậy? Đúng rồi đó, chuyện xảy ra lớn như vậy á, đáng lẽ con phải đi theo vợ con chứ. Thôi mẹ ơi, nhà ở bên đó có ba người con, sao mẹ cứ bắt con đi hoài vậy? Rồi người này đùng đẩy trách nhiệm cho người kia, không ai chịu lo hết. Con cưới cổ mới có một năm thôi, mà mỗi lần ba cổ bệnh đó là con phải bỏ ra không ít, rồi còn phải chi tiền ra mua đồ tẩm bổ nữa. Bây giờ con hết tiền rồi, thôi không nói nữa, ăn cơm đi. Con đợi mẹ một tí đi. Ăn cơm đi này. Đây nè, mẹ có ít tiền nè, con đi rút đi, rồi đưa cho anh xui anh trị bệnh đó. Thôi sao mà con lấy tiền của mẹ được? Mà con nói mẹ, mẹ mà cho bên đó mượn tiền á, mẹ không biết bao giờ mới lấy được đâu. Con nói gì mà nói được đó hả? Trị bệnh là chính, tiền bạc coi như là mẹ không cần lấy lại. Nhưng mà chuyện này á, con rể đúng là phải lên làm đó. Nhưng mà lần nào con cũng bỏ tiền rồi, thôi lần này khỏi đi. Khỏi là khỏi thì sao? Lúc đầu á, con Duy nó bị nhà này, nó không cần nhà, không cần xe, mà nó vẫn gả cho mày. Bây giờ mày nói khỏi là khỏi thế nào? Từ lúc á, nó gả về đây á, nó là một người con dâu hiếu thảo với ba, với mẹ chồng của mình. Mày nên nhớ là con Duy á, nó ở nhà nó đó, nó cũng được cưng, được chiều như công chúa đấy. Lúc còn nhỏ á, thì nó tiêu tiền của ba mẹ nó. Còn lúc nó lớn lên rồi á, nó kiếm được tiền rồi, nó về nhà chồng á, nó cung phụng nhà chồng. Hôm nay á, đó là cha vợ mày nhập viện, chứ đổ lại á, là mẹ của mày nhập viện á, thì con Duy nó cũng chăm sóc tận tình mà thôi. Thế mày lấy cái lý do gì á, mày không hiếu thảo với ba mẹ vợ mày? Con bị sai rồi. Thôi để con vô bệnh viện con coi ba vợ con sao. Khoan cái đã. Đây nè, cầm cái hộp sâm này nè. Hồng sâm 6 năm tuổi đó, hồng sâm lên men á. Về cho ông già vợ uống đi, để cho ông mau khỏe bệnh. Mẹ với thằng con đi trước luôn. Xa bây giờ bù y đi, hãy nâng ư chen mi. Xin chào các chị và các bạn nha. Đây là hồng sâm lên men nha, có chiết xuất lê nữa, cho nên có vị ngọt rất là tuyệt vời, cực kỳ dễ uống. Nó là cái gì vậy? Nó là hồng sâm, giúp cho bồi bổ sức khỏe, giúp cho các anh chị sức khỏe cường tráng, mạnh khỏe, không bị mất ngủ. Nó tăng sức đề kháng của các anh chị và giúp cho các anh chị luôn luôn tràn đầy năng lượng, có một sức khỏe tuyệt vời để có một cuộc sống hạnh phúc và vô cùng viên mãn. Đây, nhớ các anh chị, một hộp này có 6 cái hộp nhỏ trong này, mỗi hộp nhỏ là 10 gói, tổng cộng là 60 gói. Các anh chị có thể uống được 2 tháng. À, mỗi ngày uống một gói thôi nha, vào lúc trước khi ăn nha. À, để cho nó dễ hấp thu hơn và cực kỳ là hiệu quả trong một ngày làm việc. Các anh chị uể oải, các anh chị cảm thấy người nó không được sung, các anh chị cảm thấy con người nó giống như là nó mệt mỏi, uống ngay, hiệu quả ngay lập tức trong vòng 30 phút. Nhớ các anh chị nha, công ty Huy sẽ ship tặng nhà cho các anh chị. Các anh chị chỉ cần để lại số điện thoại và Huy sẽ giúp cho các anh chị đặt hàng chính hãng và không lo hàng giả. Miễn phí ship nha.